thì một số anh em là dưới tàu cũng là nó bắn chìm tàu thì anh em là vẫn thoát đi được, thì nó bắt vớt bắt 9 người về Trung Quốc, trong đó có 6 đồng chí và 83 nó ra 3 năm. Nên năm 1991 thì nó trao trả thì tôi đi nhận về, nên đưa anh em về ăn dưỡng. Thế và như vậy tức là cái chỗ gặp ma thì nó xảy ra thế này, tức là chúng ta đã cắm cờ rồi, nhưng thực tế Trung Quốc cũng đến, họ cũng cho quân cắm cờ vào đầu. Thế và họ ép ta phải không? Đấy, chúng ta không rút là họ ấy là dùng vũ khí để bắn chìm tàu rồi là sát hại một số chiến sĩ. Trong 64 ấy, thì trên đảo chết 3, còn 61 ở trên tàu. Đấy là cái trận gạc ma như vậy. Thế và khi việc mà người ta nói là có cái lệnh không được nổ súng là hoàn toàn không đúng đâu. Thứ nhất là chúng ta khẳng định là hơi Trường Sa là chủ quyền của Việt Nam từ xưa nay. Thế còn hiện nay đang có sự tranh chấp của 5 nước 6 bên. Đấy. Ngoài Việt Nam Trung Quốc ra thì còn có thêm Philippines là 3, rồi đến Malaysia là 4, nhưng mà Brunei là 5 nước, và 6 bên thêm Đài Loan nữa tranh chấp. Nhưng mà Brunei không có đảo, nó chỉ còn có mấy cái có đảo thôi. Thế thì chúng ta luôn luôn chủ trương là chúng ta là giữ Trường Sa bằng hòa bình, bằng pháp lý. Thế chúng ta không có chủ trương là dùng vũ lực để mà đánh lại bất cứ nước nào cả. Đấy. Thế mà thực tế thế này, tức là thực tế những năm ấy là chúng ta còn khó khăn lắm. Chúng ta luôn cảnh giác với âm mưu của đối phương. Đấy. Không được khiêu khích, không được để người ta lấy cớ để người ta tiến công mình. Đây là quan điểm xuyên suốt. Tất cả các nước xâm lược của nước khác đều lấy cớ hết. Thằng Mỹ đã đánh người miền Bắc, người ta nó gây ra cái sự kiện Mỹ bộ, nó vu cáo mình phải không? Bây giờ mình lấy cớ tàu Trung Quốc đi qua, mình bắn nó một phát, bảo Việt Nam là khiêu khích, là gây chiến phải không? Chân khoát chặt hết anh ạ. Đi đâu đi phải không? Kể cả tàu chiến thì kể cả bộ đội vũ khí không bao giờ được nổ súng trước, không bao giờ được gây sự phải không? Để người ta tạo cớ đánh mình. Nhưng mà Trung Quốc nó vẫn đổ với cho ta là ta bắn trước ấy, tôi nói thế phải không? Cho nên là cái lệnh không được nổ súng trước, không được gây sự để người ta tạo cớ. Chứ còn không có ai một người chỉ huy mà bảo không được nổ súng. Nếu nổ súng thì quân đội làm cái gì mà nó đấy. Đấy là những cái mà người ta phát biểu nó sai, hoàn toàn không đúng, nó nói đấy. Thế thì có thể nói tức là cái việc mà chúng ta cái quyết tâm để mà giữ Trường Sa là rất sớm. Trung Quốc mạnh như vậy cũng chiếm có 6 đảo. Đấy mà chúng ta gấp đôi Trung Quốc. Họ là muốn chiếm Kolin Lena Quảng Ma, bắn chìm hai cái tàu đổ bộ, hai tàu vận tải, một tàu đổ bộ. Họ chỉ chiếm được là Quảng Ma của chúng ta vẫn giữ được Kolin Lena. Còn nếu chúng ta có điều kiện mà đưa quân ra tiếp là vẫn giữ được Quảng Ma, nhưng mà nó xa quá, nó không có điều kiện nữa phải không? Thế rồi nó uy hiếp nữa, nên chúng ta mất Quảng Ma, cất Quảng Ma, giữ được hai cái Kolin Lena. Thì tôi cho rằng đấy là cái thành công rất lớn của quân trong chiến dịch CP 88. Và sau đó thì tiếp tục đấy, là mặc dù Trung Quốc tiếp tục là gây sức ép đưa cái tàu thị chiến liên tục xuống Trường Sa hoạt động như vậy, nhưng chúng ta vẫn đưa nhân dân chúng ta ra đấy, nhân dân chúng ta xây được 3 cái nhà C1 mà do nhân dân ra xây dựng đấy, các tỉnh đóng góp, trong đó thì có Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa đấy, và dân tức là được kinh phí đóng góp để đưa lực lượng ra, quân dân cùng ra xây 3 cái nhà, rồi cả nước chúng ta hướng về Trường Sa, chúng ta tiếp tục là đầu tư cho cái việc xây dựng, bây giờ là củng cố, chúng ta giữ được đảo rồi. Phải xây ngay các cái công trình chiến đấu, cái công trình chiến đấu trên đảo chìm 12 đảo này là phải có nhà kiên cố, những xây dựng tiếp trên đảo nổi kiên cố phải không? Tức là thành một cái chiến dịch gọi là chủ quyền 88, CP88 nó kéo dài trong mấy năm, chứ không phải chỉ có 1988 đâu, kéo dài mấy năm. Thì sau đó chúng ta đã dựng lên được một loạt công trình trong điều kiện tức là chúng ta khó khăn về mặt như là trang bị tàu bè khá nhỏ phải không? Đấy, máy bay thì bay không tới, tàu ta là tàu nhỏ, ra tác chiến hạn chế. Thế rồi là cái điều kiện của chúng ta thì còn khó khăn kinh tế, thì đã huy động cái sức mạnh của đất nước, của quân đội phải không, của hải quân, đấy, quân với dân cùng ra để xây dựng công trình chiến đấu trên quần đảo Trường Sa, thì thành một cái CQ88 nó kéo dài trong suốt mấy năm, đấy, gọi là chủ quyền ấy, tức là đi là chính được bảo chính trị bảo vệ chủ quyền Trường Sa. Đấy thì tôi cho rằng là cái thành công của đảng nhà nước ta, mà trực tiếp là đảng ủy bộ tư lệnh quân và những người cán bộ chiến sĩ đã ra đấy thì hết sức dũng cảm, đã hy sinh như thế rồi chúng ta không biết ra. Thế tôi nói không khi nào nó bắn chìm tàu như thế rồi nhỉ? Chúng ta là bây giờ là Liên Xô có một cái phân hạm của hạm đội Thái Bình Dương đóng Cam Ranh, chúng ta ký với Liên Xô một cái hiệp ước hợp tác hữu nghị toàn diện,
chúng ta chỉ nhờ Liên Xô có cái tàu bệnh viện ra để cứu thương binh Lý Tử Dị, Liên Xô không giúp, tôi nói thế mà không ra, tôi nói thế, nhưng chúng ta vẫn dùng tàu kéo, vẫn dùng tàu vận tải cắm cờ chiếc tàu đỏ ra để lấy thương binh, cứu thương binh Lý Tử Dị vẫn ra. Rồi sau đó chúng ta vẫn đưa quân ra, chúng ta dựng nhà trên đó là Polinandao. Đấy, thằng Trung Quốc là chịu chúng ta chứ, chứ nó bắn chìm nó cũng không dám lên, phải không? Tức là có sức mạnh của chúng ta thiết quyết tâm để giữ gìn cái chủ quyền, chúng ta vẫn đưa tàu ra tiếp. Đấy, để chúng ta giữ Polinandao. Trung Quốc chỉ chiếm được Cảng Ma thôi chứ không dám chiếm Hà Đảo kia. Mặc dù là tàu chúng ta chìm, tàu cháy. Thế thì tôi nói cái tình hình, tức là cái việc mà bảo vệ chủ quyền nó như vậy.